Đi các bạn ơi, cuối cùng nó cũng gặp rồi. Con quái vật ô tô sao mà chạy thoát được. Các bạn thấy nó có to không? Úi giời, quái vật ô tô còn định giơ chân lên đạp nó. Nó quấy đuôi em phát, thế là thôi rồi. Các bạn ơi, bác voi kìa. Bác voi có cái đôi tai siêu to khổng lồ luôn. Chắc là hôm nay bác đi ăn no quá mà, nên là bác đứng ở đây để nhìn ngay đây. Ui, cái con quái vật đậu ô tô kia, nó đứng ở cái bãi đậu xe này. Ui, chắc là nó tính đổi cái ô tô khác đây các bạn ơi. Ô tô của nó cũ quá rồi. Ui, một anh Batman đang thì bay ngang qua và thấy nó rồi các bạn ạ. Bác voi á, đang bị cái con cá sấu kìa các bạn. Nó chặn đường không có cho đi qua. Con cá sấu nó hả miệng ra, bác voi chắc cũng sợ nó rồi, không có dám đi nữa. Còn đây là con khủng long á các bạn. Nó mới vừa thức dậy xong. Đấy đấy, các bạn thấy chưa, nó lại còn ngáp nữa kìa. Chắc vẫn còn buồn ngủ đây. Ui, con gì đây? Chính xác đây là cái con rồng bay rồi. Các bạn thấy không? Đây, để nó tiến lại gần, các bạn quan sát kỹ nó nhá. Ồ, các bạn nhìn thấy nó ghê không kìa. Cái cánh của nó dài thong luôn. Mình hay gọi nó là con quái vật cánh dài đấy các bạn. Ừ, cái đuôi nó cũng dài không kìa. Quái vật ô tô, úi giời ơi, nó đạp cái con khủng long một cái té xỉu luôn. Các bạn nhìn lại mà xem này. Trời ơi, nó giơ chân, nó đạp một cái con kia xỉu các bạn ạ. Con khủng long thì thua nó luôn. Thôi thôi thôi, xong đời anh quái vật ô tô rồi. Con khủng long bạo chúa nó đã thấy hết và đáng thì các bạn thấy ổng gào thét rồi. Con kia đang chạy đi kìa. Ui, Godzilla nhìn thấy con quái vật tay dài. Ui, chắc sợ quá, xong rồi xíu luôn đi kìa. Con quái vật tay dài nhìn nó ghê quá. Con rồng đấy các bạn thấy chưa? Trời ơi, đứng đối đầu với cái anh siêu nhân này này. Xong rồi, không có bên nào sợ bên nào hết trơn đấy các bạn thấy không? Có khủng long á các bạn. Nó đi khắp cái khu vườn này rồi đấy. Nó đang đi tìm kiếm cái con quái vật đầu ô tô đấy. Đấy các bạn ơi, con quái vật đầu ô tô đạt được khủng long một cái, thế là phải té chạy luôn. Bây giờ đang thì bỏ trốn khủng long đấy. Ê, vừa nói xong, khủng long đang thì chạy khắp nơi để tìm quái vật đầu ô tô đấy. Mà các bạn, chúng mình cùng xem nó có tìm thấy không nhá. Đây có một con siêu to khổng lồ, nó đang đứng ở đây để mà xem con quái vật đồ ô tô có chạy ngang qua đây không ấy mà. Nó còn lắc lắc nữa chứ. Ây các bạn ơi, cuối cùng nó cũng gặp rồi. Con quái vật đồ ô tô sao mà chạy thoát được. Các bạn thấy nó có to không? Úi giời, quái vật đồ ô tô còn định giơ chân lên đạp nó. Nó quấy đuôi em phát, thế là thôi rồi.